Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Trung tâm Cứu hộ Bảo tồn và Phát triển Sinh vật thuộc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã không ngừng nỗ lực thực hiện tốt công tác cứu hộ, bảo tồn, phát triển sinh vật và giáo dục, nâng cao nhận thức trong cộng đồng về việc bảo tồn và phát huy giá trị của di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Trung tâm Cứu hộ Bảo tồn và Phát triển Sinh vật luôn quan tâm chú trọng đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ về công tác cứu hộ động vật hoang dã và bảo tồn phát triển sinh vật. Trong 5 năm qua, đơn vị đã tổ chức tiếp nhận cứu hộ 430 lượt cá thể động vật hoang dã, gần 1.600 kg phong lan, thả về môi trường tự nhiên tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng 340 lượt cá thể động vật hoang dã, hơn 730 kg phong lan. Tỷ lệ cứu hộ thành công hàng năm đạt trên 90% đối với động vật và 88% đối với thực vật. Công tác cứu hộ động vật hoang dã là một trong những cái nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. Cái việc cứu hộ động vật hoang dã là hết sức vất vả. Tuy nhiên là với cái tinh thần lòng yêu nghề nghiệp và đặc biệt là cái tinh thần để mà phục vụ cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học của vườn quốc gia nói riêng và của Việt Nam nói chung thì anh em làm công tác cứu hộ cũng nỗ lực cố gắng hết sức mình để thực hiện cái nhiệm vụ được tốt hơn. Trong 5 năm qua, đơn vị đã nhân giống và sản xuất được trên 32.500 cây giống lâm nghiệp thuộc 80 loài, trồng trên 4.000 cây rừng bản địa, trong đó có nhiều loài quý hiếm có giá trị cao như bách xanh đá, dổi xanh, dổi ăn hạt, huê mộc, giảng hương, phong lan. Qua đó đã góp phần quan trọng vào công tác bảo tồn đa dạng sinh học của Việt Nam nói chung và Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng nói riêng. Ở đây thì nói chung bọn em cũng vừa cũng có chuyên môn, vừa cũng có các cái anh em làm đây cũng đoàn kết, cho nên cả trung tâm cũng hỗ trợ cho anh em được cũng công tác về công tác phí tất cả mọi cái thì anh em làm cũng tương đối là khá hài lòng. Từ năm 2016, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật được giao thực hiện thêm nhiệm vụ tổ chức quản lý khai thác, điểm du lịch sinh thái và diễn giải môi trường vườn thực vật. 5 năm qua, đơn vị đã tổ chức đón và phục vụ gần 150.000 lượt khách, trong đó có 123.000 lượt khách quốc tế. Song song với hoạt động tham quan du lịch, đơn vị đã không ngừng nâng cao hiệu quả công tác diễn giải môi trường, giáo dục nâng cao nhận thức của du khách, học sinh, sinh viên và người dân trên địa bàn về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và các giá trị đa dạng sinh học của Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Nhiệm vụ đầu tiên mà đơn vị phải làm đó là đưa vào vận hành khai thác cái khu cứu hộ mới để đưa một trung tâm cứu hộ này trở thành một cái khu cứu hộ lớn của khu vực miền Trung và tập trung để mà bảo tồn được các cái loài, đặc biệt các loài nguy cấp quý hiếm. Thứ hai là cùng với vườn quốc gia để mà khai thác có hiệu quả cái điểm du lịch sinh thái và diễn giải môi trường vườn thực vật, làm tăng thêm cái giá trị của di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Và thứ ba nữa là cố gắng để mà nghiên cứu nhân rộng bảo tồn thêm một số các loài thực vật nguy cấp quý hiếm và phục vụ cho việc bảo tồn và phục vụ cho việc phát triển cộng đồng dân cư của địa phương cũng đềm nhằm đảm bảo góp phần để mà giảm các cái áp lực của người dân lên tài nguyên rừng của Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Với những kết quả đạt được, 5 năm liên tục từ năm 2015 đến năm 2019, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật đã đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua và được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng bằng khen. Đặc biệt, ngày 25 tháng 9 năm 2020, Trung tâm đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Đây là động lực để cán bộ viên chức và người lao động của đơn vị tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt mọi nhiệm vụ, góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị nổi bật đặc sắc về đa dạng sinh học của di sản.